để xem Camaling thì lại rất là đẹp. Hôm nay tôi có cái màn hình Samsung này. Đây là màn hình máy tính Samsung. Màn nặng lắm, màn đời cũ này, sản xuất ở Malaysia. Cái này nhập nguyên chiếc ở Malaysia, nặng lắm, của hãng Samsung. Chạy điện từ 110 đến 240V. Giờ tôi thử cắm điện xem nó có sáng được không. Cắm điện. Cái dây mà dây mới điện 220 nhá. Dây từ bắt. Nếu mà nó chạm chạp thì nó nổ linh kiện thì vứt rất là lâu. Còn nếu mà nó chỉ cần sáng lên thôi. Màn hình nếu mà trong cái trường hợp thứ nhất nếu nó không sáng thì có thể nó chạm nó nổ. Đấy. Không thấy gì cả nhỉ. Rồi bây giờ tôi sẽ bật lên xem nút điều khiển. Đây. Nó có một cái điều khiển. Không có điện. À có điện vào nhá các bạn. Nút xanh này sáng này. Đã có điện vào này. Rồi, ấn đây. Đây có đèn báo điện nguồn. Nhưng mà ấn đây không thấy lên. À, tắt này. Ấn menu không thấy gì. Auto thấy nguồn nhấp nháy nhưng mà không sáng. Khả năng không có tín hiệu, không có tín hiệu của không có tín hiệu đầu vào thì nó sẽ không sáng lên. Đó, khả năng nó là như vậy. Ok, tìm ra đây đi. Sau khi cắm một lát thì cái màn hình đã hiện lên một cái menu để chỉnh màu. Rồi, bây giờ tôi sẽ cắm cái tín hiệu của laptop vào cái đường Vega xem nó hiển thị như thế nào nữa. Thì nó sẽ thế nào? Ái chà, cái này còn có loa đấy. Hiển thị được luôn à? Nhưng tỷ lệ khung hình của nó có vẻ khác. Đấy, là tỷ lệ khung hình nó khác. Đấy. Cái này là đời cũ tỷ lệ khung hình là 3:4. Và cái này tỷ lệ khung hình của nó là 3:4. 3 × 4. Còn nó không như bây giờ là 16:9. Mà nó độ mờ hơn. Đó. Ok. Đấy, cái này kết nối vào để xem Camaling thì rất là tuyệt vời, hiển thị rất là ngon, rõ ràng. Thì tôi đã thử kết nối máy tính để hiển thị máy tính thì nó không hợp lý, nó mờ lắm. Thế nhưng mà nếu kết hợp để xem Camaling thì lại rất là đẹp. Hiển thị chuẩn đúng, đó, xem rất rõ. Đây là xem cái chế độ toàn màn hình.